Con nhận được ơn gì của Chúa? Thưa cha, con chào cha và chào cùng tất cả cộng đoàn. Con thì con được, con tên là Maria Phạm Thị Đào, ở xứ Hai Giá, địa phận Bùi Chu. Mà con thì con được rất nhiều ơn Chúa, gia đình con cũng vậy. Nhưng mà hôm nay con cũng muốn làm chứng cho Chúa là những ơn Chúa mà Chúa đã ban cho con là con mới ơn mới nhất đây này. Là con khi con đi xe là con rất là hay say không thể là chịu nổi nữa, mà con nằm đủ mọi cách cũng vẫn say, uống thuốc này kia. Nhưng mà như hôm qua con tới đây thì con đi xe thì con không có làm cách gì hết, con chỉ có thác cho Chúa thôi thì con không có say một tí nào hết. Còn con có hai cái bàn tay con thì nó bị tê, mà đi khám bác sĩ thì nói là con phải mổ, nhưng mà con về con cũng không có mổ chi. Con chỉ đi hàng ngày con đi lễ thì con cầu nguyện, rồi con khấn ông Thánh Martin với lại Đức Mẹ tuần nào cũng vậy. Thì Chúa đã cất đi cho con hết, giờ con không có đau tê gì hết. Rồi biết xây xe, xây tay ở thứ ba. Rồi con còn được ơn nữa là con bị đi khám bác sĩ thì con bị cái cổ con bị gai ba đốt ở cổ ấy, thì với lại ba đốt ở thắt lưng này, thì bác sĩ kêu con là phải mua một cái đai ở cổ với một cái đai thắt lưng, mà con cũng không mua. Rồi con cũng cứ khấn lòng đi khấn thánh với lại Đức Mẹ vậy, thì coi như là Chúa cũng cất hết đi cho con. Rồi còn em con, em trai con ý, thì em con nó bị điếc lắm, mà vợ nó thì cứ kêu là đi xưng, hàng năm là cứ kêu là đi xưng tội, mà em con nó không có đi. Nó cứ bảo vậy này, đàn bà mới có tội, tao chẳng có tội gì hết. Đàn bà lắm tội lắm. Rồi đến hôm vừa rồi em con nó gọi điện cho con, nó bảo là em báo tin mừng cho chị, nhà em năm nay đi xưng tội rồi. Cơ em hỏi cha có giải tội không, vậy em đi chạy ngay lên em thưa các ông chùm này là nhà em nên xưng tội rồi, em mừng lắm. Mà đấy con, còn em con nó được rất nhiều ơn, con xin lần nào con nhắn tin cho cha, ai cũng vậy, nhờ con cũng nhắn tin thì cha cứ nhắn lại cho con là con an tâm, cha và công đoàn cầu nguyện cho con đấy. Rồi cứ hàng ngày con cứ mở, trước thì con mua máy, xong sau con mở lên mạng thì con cứ coi hàng ngày sáng tối vậy, cứ coi hai lễ của cha với lại coi cả bên tòa thánh, coi đủ mọi nơi đấy. Thì con cũng cảm ơn Chúa, hôm nay con cũng tới cảm trước là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Thì xem mình nghe thì tưởng là nhẹ, chứ những người mà say xe mới biết nó khổ như thế nào. Cho nên có những người mà không đi đâu xa được vì lý do là say xe, suốt ngày cứ luẩn quẩn ở trong nhà, cùng lắm mà đi xe Honda, đúng không? Ở đây ai bị say xe giơ tay thử ơi. Chú say xe đấy, thấy chưa? Mà đâu phải là chỉ có phụ nữ, đàn ông say không? Thanh niên say không? Có không? Có thanh niên mà leo trèo giỏi lắm mà cứ lên xe là say như vậy không đâu. Cho nên cái đó mình không nói được đâu. Mình không nói gì được đâu, đó là ơn Chúa ban thôi. Tôi có ông thầy mà ông đi xe Honda thì không say, mà cứ lên xe hơi là ông say. Mà mới từ đây ra đến đầu ngõ, mùa vơi đi xe hơi là bắt đầu say rồi. Thế thì bây giờ ông bảo, nếu em cho em đi Honda em không say, mà bây giờ đi xa làm sao mà đi Honda được. Chỉ có một cách duy nhất là cho xe Honda lên trên cái xe hơi, xe 40, 50 chỗ, xong rồi ông ngồi lên cái xe Honda thì ông lại không say. Nên là ông chạy tới chạy Vũng Tàu xuống, vẫn đội mũ an toàn xuống xe, tưởng vẫn đang xuống xe Honda, thế là không say. Thì ta thấy là đôi khi mình nghĩ rằng cái chuyện nhỏ mà không thấy rằng đó là cái ơn lớn. Chuyện nhỏ mà ơn lớn, rồi chuyện tê tay, rồi chuyện gai xuống cổ, xuống lưng, đâu phải chuyện nhỏ. Và nhất là chuyện mà cái anh chàng anh bảo là chỉ có đàn bà mới có tội, đàn ông chúng tôi không có tội, đừng bắt chúng tôi xưng. Cái đó là khó mà thay đổi. Họ không nhận họ có tội thì làm sao họ đi xưng tội, phải không? Cái khó nhất là thà nó bảo thưa cha con tội lỗi lắm, con không dám đi xưng, thì mình còn bảo không, Chúa tha thứ cho con cứ đến đi,
Chúa nhiều lòng thương xót, nếu con thật lòng hối cải Chúa tha. Mà bảo đi sự đấy bảo con đâu có tội gì đâu sưng, đó là cái kẹt nhất, cái đó là cái chúa thần mà đứng ở ngoài mà cứ gõ mà cứ thổi ào ào mà cứ đóng chặt cửa lại, tôi không có tội gì làm sao tôi sưng, đó là cái ghê gớm nhất, cái mà ai mà cứ mở miệng là tôi chả có lỗi gì cả, tôi chả có tội gì cả, cái đó là cái mà chống lại Chúa Thánh Thần, cái đó là đóng chặt cửa lòng mình lại, không đón nhận sự thật. Sự thật đó là gì? Tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót. Mà bảo rằng tôi không có tội gì, đi khuyên ai mà nói câu đó là tôi dễ sùng, mình khó khuyên. Còn nếu đỏ trai con tội lỗi quá mà con biểu con biết xin từ đâu, được, vào đây, tao mày ngồi, cha con nói chuyện nhau từ đầu 20 năm, 50 năm cũng được, lôi ra nói chuyện. Con nó bảo con không tội lỗi gì cả, thôi, thôi mày đi về luôn, mày cũng tội, thôi mày đi về. Không biết nói gì hơn bây giờ, về cho tặng cho con. Gửi cho con cái máy 500 bài giảng lầu chứa thương xót nha. Con về con tặng cho thằng con của con mà nó bảo nó không có tội gì, mà nó đã đi xin tội em. À, mà nó đã đi xin tội, đó là cái ơn phúc rất lớn, tạ ơn Chúa nha. Rồi con. Kính chào cha và kính